Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel sửa chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay trước mặt anh đây là một ca máy này, Thịnh nói là điển hình luôn anh em, rất là điển hình luôn cho những cái năm tháng ngày xưa. Anh em có nhớ cái trào lưu mà săn hàng, ship hàng trên eBay không? À, ngày xưa cách đây Thịnh ở trong thị trường điện thoại này cũng mười mấy năm rồi ha. Thì Thịnh nhớ có một giai đoạn là anh em rộ lên cái mốt là ship hàng eBay, nhất là điện thoại, đồ điện tử rồi đó, iPhone, iPad rồi mấy cái máy tính bảng, Kindle rồi đó. Lý do là tin tưởng rằng trên eBay thì người nước ngoài bên đó họ không có sửa, không có dính máy dựng, máy cũ là bán thôi ha, máy cũ là họ bán, họ không xài nữa, họ bán thôi, không có dính máy dựng, nên là thích mua trên eBay hơn là mua tại Việt Nam, mua tại thị trường máy cũ Việt Nam. Thì thị trường máy cũ Việt Nam nói thiệt là cũng mang tiếng quá nên là mới có cái xu hướng mà xính ngoại như vậy. Đó, thì hôm nay câu chuyện này trước mắt anh em đây là chiếc iPhone XS Max được ship từ eBay về. Đó, và anh khách này anh nói là khi mà anh nhận được máy thì anh đã test ra những cái dấu hiệu lỗi như sau. Anh sẽ liệt kê cho anh em nghe. Đó là máy nó mất âm thanh, mất toàn bộ loa trên loa dưới, mất hết luôn. Và camera khi vào chụp một vài tấm hình là nó đơ, nó tắt máy luôn. Đó, nó đơ, nó tắt máy luôn nha anh em nha. Đó. Đó, bây giờ Thịnh đang chụp cho anh em xem thử nha. Đó, không còn hiện tượng đó nữa. Đây là kết quả sửa chữa ha, cái thành tựu mà mình đã nghiên cứu vì anh khách này anh cần gấp, anh giờ quê nên là thật sự là anh đã được ưu tiên và mình làm suốt cái máy ảnh từ ngày hôm qua đến giờ và quá trình sửa chữa đã hoàn tất rồi. Chủ yếu Thịnh muốn nói với anh em là như thế này, đó là câu chuyện anh em mua hàng trên eBay, anh em nghĩ là máy không có bị gặp máy dựng đúng không? Rồi, thì khi mà Thịnh mở cái máy này ra thì Thịnh thấy nguyên một cái bức hình này, Thịnh sẽ chụp cho Thịnh sẽ để cho anh em xem luôn nha. Anh em đợi mình xíu. Đây mình có chụp lại. Đây là cái tấm hình của cái men đó ha. Đây. Rồi anh em xem cái hình nha. Đó. Đó anh em bên mình chụp lại. Đó. Đó có một cái tem, ôm trọn lấy cái men bo này. Đây là cái men bo ghép của chiếc XS Max này như Thịnh nói với anh em. Cái tem ôm trọn này nó có ý nghĩa là gì? Có nghĩa là cái máy này, cái men này đã khui ra rồi, men đã được chẻ ra, bởi vì men bo của iPhone XS Max là hai cái men nó ghép lại với nhau, men đã được chẻ ra đó và họ đã sửa chữa gì đó bên trong rồi và họ dán cái tem này để họ bao cái men lại với cái ngầm ý ở đây là gì, là thông báo cho cái người nào mở ra biết là máy này đã sửa chữa rồi và tôi là người sửa chữa nó và tôi đánh dấu cái tem này đây đó để anh biết ha. Thì thông thường nếu mà với một người kỹ thuật viên sửa chữa mà họ sửa iPhone XS Max mà họ gặp phải cái tình huống này, họ nhìn thấy cái máy, cái men mà bị dán như thế này thì có lẽ là họ trả với anh em luôn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà họ mở cái tem này ra, họ chẻ cái men này ra, bên trong họ đối diện với rủi ro rất là lớn. Đó là rủi ro gì? Bây giờ người ta đã chẻ men ra và người ta đã đánh dấu như vậy, người ta thông báo cho mình biết máy này tôi đã sửa rồi. Đó, mà bây giờ mình chẻ ra, nếu mình không biết bên trong người ta sửa cái gì, bây giờ mình chẻ ra thì nó có thể mất nguồn. Và khi mình nhận máy của khách thì máy nó vẫn còn nguồn, mà bây giờ mình chẻ ra do ở bên trong nó sửa sai gì đó, mình chẻ ra cái nó mất nguồn luôn, lúc đó chúng ta phải đền. Đó, nên là Thịnh đối diện với một cái vấn đề là có nên tiếp tục làm cái máy này không. Đó, thì Thịnh gọi cho anh khách và Thịnh thông báo với anh cái điều đó. Thịnh hỏi về cái lịch sử máy thì Thịnh mới biết anh ship trên eBay về như vậy 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 đó. Và Thịnh hỏi trước khi đưa cho Thịnh anh có đưa đi đâu chưa, thì anh thông báo anh có đưa qua một cái đơn vị khác rất là lớn, cũng nhiều chi nhánh lắm, hầm hô rầm rộ lắm ha. Đó, và bên đó họ cũng không nhận cái tình huống này, họ cũng báo là máy bên trong bị sửa chữa như vậy đó. Thì Thịnh đã hỏi ý kiến ảnh vấn đề như thế này. Đối với tình huống như thế này, mình bắt buộc mình phải nói với anh rằng mình phải nhận cái tình trạng rủi ro. Rủi ro là gì? Là mình thật sự mình không biết ở dưới đây nó sửa cái gì. Bây giờ mình phải chẻ men ra mới có hy vọng cứu chữa được với cái máy này. Nhưng mà tình huống xấu nhất, ví dụ như bên trong họ làm tan nát hết rồi, thì có thể dẫn đến trạng thái mất nguồn, giống như nãy giờ anh nói. Đó, thì cũng rất là vui, anh em thì tin tưởng mình ha, anh em chấp nhận cho mình làm, chấp nhận để mình đào sâu vào để xử lý, hy vọng rằng mình có thể cứu được cái máy này. Đó, và mình cũng rất là mừng luôn, anh em vui thì mình mừng là mình đã cứu được cái máy này. Đó, như anh em thấy đây, mọi tính năng bây giờ hoàn hảo, ổn định hết anh em. Anh khách này anh có thể sử dụng máy một cách tự tin, ổn định và có một thiết bị để xứng đáng đồng hành cùng anh trong công việc và cuộc sống. Thì khi mà Thịnh chẻ cái men ra, được sự đồng ý của ảnh với cái rủi ro mất nguồn, Thịnh chẻ cái men ra, Thịnh thấy bên trong, ôi dồi ôi, Thịnh dùng cái từ là ôi dồi ôi luôn. Biết vì sao không anh em? Cái người thợ sửa này, Thịnh nghĩ cái máy này bị sửa từ bên nước ngoài. Bây giờ anh em đừng có mà nghĩ tự mình mà hạ thấp cái dân tộc đất nước mình.
Đó, bên ở đâu người ta cũng có những cái người này người kia. Đó, cái máy này đã bị sửa chữa ở bên đó. Đó, và họ sửa cực kỳ tệ luôn. Hình mở ra thì những cái vùng phùng về chip audio nè, về CPU nè, đó bị xì chì, bị xì chân chì hết. Tại sao bị xì? Xì chì là do có quá trình mà đóng chip không chuẩn dẫn đến xô lệch, có nghĩa là đang đóng con này nhưng mà nó bị lệch, nó bị chảy chân con khác mà không biết, hoặc là biết nhưng mà né, không gọi là không không dám làm tiếp nữa vì sợ càng làm nó càng lầy lên. Đó, nên là họ sửa cực kỳ tệ luôn. Đó, và cái này đúng chính xác là hành vi mà bán mà để mà bán mà thuốc người ta luôn á anh em. Đó, có nghĩa là máy mình biết lỗi vậy rồi, thôi bây giờ sẵn nó còn nguồn mình đậy lại mình rao bán rồi trên những cái nền tảng như eBay rồi nọ nè, mình miêu tả rồi chân thật vô rồi, anh em khi mà đã ship về rồi anh em máy lỗi anh em phải chịu thôi, chẳng lẽ anh em gửi qua lại, gửi qua thì tiền ship rồi thôi, tới tay người dùng thì nó tới tay cái người bên kia chưa chắc nó bảo hành cho anh em nữa, nội tiền ship thôi là đã quá rồi anh em ha. Đó là anh em lưu ý cái vấn đề, anh em đừng có nghĩ cái tư tưởng mà mua hàng trên nước ngoài là không có bị dính máy giận nha, nó giận còn ghê hơn đó. Đó, để anh nói cũng là sửa chữa đó, nhưng mà anh em thấy không, sửa cực kỳ tệ luôn. Đó, rồi đối với chiếc máy này Thịnh đã phải làm gì? Thịnh đã phải làm lại toàn bộ IC luôn đó, mình làm lại, mình chồng chân, mình làm lại cho nó ngay ngắn rồi tất cả lại hết, mình phục hồi mạch lại hết thì nó mới hoàn hảo như thế này. Pin rồi trâu không chạm không chập gì, loa trên loa dưới đầy đủ hết, nói chung là không có lỗi một tính năng nào nữa hết đó. Anh em đang nghe tiếng loa ha, đó đó là như vậy. Thì tóm tắt lại ở cái câu chuyện này, mình muốn nói với anh em là gì, sửa iPhone nhất là những thế hệ gần đây sử dụng main ghép thì cái câu chuyện sửa chữa nó đã khó và nó phức tạp hơn rất là nhiều rồi. Anh em thấy ra chỉ là một cái ký hiệu, một cái tem mà hình nhìn vào hình không dám khui, bất kỳ cửa hàng nào cũng vậy, nhìn vào không dám khui luôn. Đó là anh em hiểu cái mức độ như thế nào, bởi vì chúng ta hoàn toàn không biết người ta đã sửa gì bên trong, và quay ngược lại cái quá trình sửa chữa nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Có nghĩa là sửa cái gì xong cũng phải chẻ ra, sửa xong ghép lại mới ráp máy để test coi nó chuẩn chưa. Đó, nó tốn hơn rất là nhiều công đoạn và nó đòi hỏi cái sự chính xác trong thao tác rất là cao. Có nhiều anh em chẻ cái main ra thôi, mới chẻ ra thôi đã làm chết main rồi, chứ đừng nói đến việc mà sửa chữa bên trong. Cái cách chẻ không có đúng, hai cái main nó rất là mỏng, ta chẻ như thế nào để chip nó không phù, chúng ta chẻ thế nào để không tróc mạch in, đó nó rất là phức tạp. Nên là không dành cho những anh em nào mà mới vào nghề hay là không có đủ, Thịnh nói thật là dùng cái từ là không có đủ tâm huyết và cả cái sự đầu tư, cần phải đầu tư rất là nhiều về thiết bị sửa chữa và những cái men để mà chúng ta nghiên cứu này nọ về kinh tế nữa, phải đầu tư đó mới đảm nhiệm được những cái ca khó như thế này, chứ không chúng ta làm thì chỉ mang tính chất là phá máy thôi đó, làm máy của khách phát sinh hư hỏng rất là nhiều đó. Nên là anh em, lời khuyên chân thành của Thịnh dành cho anh em thợ, nếu mà anh em không chuyên về những dòng máy này thì anh em không nên can thiệp một cách bừa bãi ha, giữ cái máy nguyên zin cho người ta để người ta tìm đến những nơi mà chuyên về sửa chữa, người ta có được cái giải pháp nào cho nó tối ưu cho thiết bị của khách. Mình làm thì cuối cùng lại cũng chỉ là mong khách có một chiếc máy chất lượng với chi phí sửa chữa tiết kiệm nhất thôi. Đó là cái tâm huyết của cái ngành sửa chữa của chúng ta. Rồi ok, nếu anh em nào có nhu cầu sửa iPhone đi mắc bất kỳ một vấn đề lỗi nào từ đơn giản đến phức tạp nhất ha, bên Thịnh thì rất là vui là đã đồng hành cùng anh em với rất là nhiều cung bậc và nghiên cứu chuyên sâu tất cả các lỗi trên iPhone X Max rồi. Đó, mình sẽ mang đến cho anh em những cái tư vấn kỹ thuật và những cái lời khuyên chuẩn xác nhất về cái vấn đề anh em cần làm để đưa máy về trạng thái hoàn hảo như lúc ban đầu. Và đương nhiên, đối với Thịnh chi phí phải là tiết kiệm nhất nha. Rồi, bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.